Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Changa Resort and Casino, Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền. 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. MVOF sức khỏe là vàng. 714-757-7379. 714-722-9709. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi. 714-530-2006. Pala Casino Spa and Resort, mời quý khách trải nghiệm 5 yếu tố phong thủy thắng lợi. Bên cạnh chúng tôi là anh Anthony từ FMG, xin gửi lời chào anh ngày hôm nay. Mình chào anh Thụy, kính chào quý vị. Có chuyện gì đặc biệt liên quan đến chương trình hôm nay? Mình muốn tiếp tục cái đề tài hồi kỳ rồi đó, mình còn sót cái chừng 1-2 điều muốn trình bày với quý vị. Cái số mà required minimum distribution mình lấy ra, nếu mà quý vị không có sử dụng cũng như là không cần thì có thể donate với lại một cái charity để mà tránh thuế. Hoặc là mình dùng cái số tiền đó mình phân những cái chương trình, chẳng hạn như là 529 là cho những cái quỹ mà để dành tiền cho con em đi học nha. À, là mình có thể mình sử dụng những cái số tiền đó mình phân cái Roth IRA của con hay của cháu. Đó. Hoặc là mình cũng có thể dùng cái số tiền đó mình phân một cái life insurance policy của con hay cháu. Thì mấy cái đó thì sau này đó anh thấy cái lợi là tax free hết. Thì những cái điều đó là mình còn sót lại hồi tuần rồi. Thì cái đề tài hôm nay đó thì đại rất là cũng như là mình muốn góp ý, tại vì có một số khán giả có gọi văn phòng hỏi về vấn đề mà mướn xe. Rất là thích hợp, bởi vì sắp mùa hè và người ta bắt đầu đi nghỉ ngơi rồi và rất là nhiều người sẽ mướn xe. Thì có một vài số khách thì cứ nghĩ là mình đã có bảo hiểm, không cần biết là một chiều hai chiều đó thì sẽ cái bảo hiểm của mình nó tự động nó cũng như là trả cho bảo vệ cho cái xe mình mướn. Không hẳn là như vậy. Thật sự mà nói đó thì khi mà mướn xe đó mình cũng cố gắng mình so sánh tất cả những cái hãng cho mướn xe, chẳng hạn như là Budget, Hertz, Rental Car, rất là nhiều. Nếu mà mình lên trên mạng đó họ đưa ra một bảng giá của tất cả các hãng luôn. Mình so sánh cái rental cái term như thế nào. Tại vì có nhiều hãng, có nhiều công ty nó giới hạn cái số mileage mình lái, hoặc là nó ràng buộc là mình không có lái chiếc xe của mình mướn qua tiểu bang khác. Thế dù vậy. Qua bên Canada hay là xuống Mexico. Nó có thể là nó giới hạn cái người lái. Tức là một anh ký anh mướn chỉ xe có anh thôi. Chỉ có anh thôi. Còn nếu mà anh muốn vợ anh thì anh phải cộng thêm. Tính thêm tiền. Tính thêm tiền. Rồi những cái những cái chi phí khác là chẳng hạn như là khi mà nó những công ty này đưa những cái phí mà để mà sửa những cái damage á, nó có category, tức là nó có một cái damage như là nó một cái bằng cái quarter size phân loại hay không. Hoặc là một cái damage mà bằng cái tennis ball trở lên thì hai cái chi phí mà sửa thì nó khác nhau. Thì mình nên tìm hiểu là cái cost mà khi mà nếu mà xe mình bị đinh hay bị cái gì đó thì đó. Trước như vậy đó thì trước khi quý vị lấy xe, quý vị phải đi một vòng và ghi rất rõ mọi thứ trên xe, kể cả cái kim xăng nữa. Đúng. Vâng. Thì không những mà bên ngoài, mỗi lần mà Anthony đi mướn xe là từ bánh xe bên đây đến bánh xe bốn bánh xe xem bốn bánh xe luôn, những xem xe có những vết nào và mình phải ghi xuống.
kiến rồi ở trên top nữa, thường thường mình không để ý những cái xe SUV hay cao đó mình không để ý. Ôi, mình phải xem lên đó luôn. Mà không những bên ngoài, quý vị nên cũng như là kiểm soát trong xe, coi ghế xe có bị rách hay ghế xe có bị ô nhiễm, ghế xe có bị cũng như là thuốc lá bên đó. Rồi cái quan trọng đó là cái bảo hiểm của mình nó sẽ bảo vệ chiếc xe mướn cho mướn như thế nào. Nếu mà quý vị có bảo hiểm mà hai chiều cho chiếc xe của mình thì là đương nhiên cái coverage hai chiều đó nó sẽ transfer qua cái xe mướn của mình. Tức là nếu mà mình mướn xe mà xe mình đụng, hãng bảo hiểm nó sẽ bồi thường cho cái damage. Dạ vâng. Nếu mà quý vị có chỉ có mà cũng như là liability thôi, một chiều thôi, thì nó sẽ không có bảo vệ chiếc xe mướn cho mình. Nó chỉ có bảo vệ khi mà mình gây tổn thương cho trong cái accident. Đó. Thì trong cái trường hợp đó, quý vị nên mua cái phần nó gọi là damage waiver của hãng cho mướn xe. Đó, thì cái đó thì mới bảo vệ chiếc xe khi mà bị đụng xe. Nha. Mà cũng nên nhớ là cái phần mà mình không có chú ý mấy là khi mà những hãng mà cho mướn xe, xe bị đụng, phải không? Mà bỏ xe vào sửa cho 2-3 ngày đi. Thì cái loss of income của chiếc xe đó, bảo hiểm của mình không có đền. Có cái điểm đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới hết. Bảo hiểm xe, những cái hãng bảo hiểm xe, nó có nhiều cách, nó cho cái chi phí. Nó cho nó tính tiền thêm tiền cho mình ha. Mình phải bỏ cái tiền đó ra thì tiền túi. Thứ nhất là bảo hiểm, nếu mà có một cái trường hợp mà đụng xe nhau là mình phải cũng như là thông thường liên lạc với lại cái người adjuster của hãng bảo hiểm mình để làm sao cái process cho nó lẹ. Chứ mà càng kéo dài thì là mình sẽ bị cái charge, cái tiền charge đó. Rồi nếu mà trả cái tiền mướn xe đó, thường thường những cái credit card mình trả đó, nó có sẽ có quyền lợi, nhiều quyền lợi thêm hoặc nó có discount. Chẳng hạn như là nếu mà anh có AAA insurance đó, thì anh sẽ có cái discount 10% nếu mà anh đi mướn xe Hertz hay là budget rental car. Đó thì mình liên lạc với hãng cái credit card của mình. Đấy. Rồi khi mà return cái xe, nên nhớ return phải đúng giờ. Tại vì bây giờ nếu mà anh lấy xe ra 10 giờ sáng, nghe không? Anh phải return chiếc xe là 10 giờ sáng. Chứ mà qua 1 phút hay là 5 phút là tính thêm một ngày. Đó. Có nhiều trường hợp quý vị nói trước, nói là ok, mình có thể mình mang tới trễ 1 tiếng, 2 tiếng không? Cái đó thì những cái hãng mà cho mướn xe nó thường thường nó dễ dãi. Đó. Anh nên đừng có chờ mà cái chừng 5-10 phút hay nửa tiếng trước khi mà return cái xe anh gọi để mà anh xin extension thì cái đó thì hơi khó. Không có extension. Rồi, với lại khi mà mình return chiếc xe đó, thì mình nếu mà có cái gì mà mình không hài lòng đó, mình nên trình bày với lại cái chỗ mướn xe. Có cái câu chuyện nó rất là thấy là cũng hơi buồn cười là cái người mướn xe đó là cái anh ta người Mỹ, ảnh có family, có car seat đằng sau, rồi cái ảnh complain đó, khi mà return chiếc xe ảnh complain đó là anh biết mà khi quay kiến lên đó thì cái kiến của mình nó sát với lại cái miếng cao su ở trên cửa sổ đó. Thì cái cửa này nó, cái miếng cao su nó bị chày, nó không có đóng kỹ. Rồi gió nó thổi vào, nó kêu. Rồi em bé ngồi đằng sau bị sổ mũi. Rồi ông đó ông complain với lại cái hãng cho mướn xe đó. Thì gặp ông supervisor thì cũng không có thua kém. Em nói là trên cái giấy tờ mà anh đi mà anh kiểm soát, đúng rồi. Anh không có ghi vô ghi cái xuống chuyện đó. Lỗi của anh, trách nhiệm của anh. Đó, đây là những cái góp ý mà khi mà quý vị đi mướn xe, rất là quan trọng là giữ lưu lại những cái copy mà mình mướn xe, mình trả, mình sẽ coi lại cái nhà băng mình nó có, cũng như là cái tiền mình trả có đúng hay là không. Đó. Thì những cái đây là những cái góp ý mà khi mà mướn xe. Dạ vâng.
Và ngoài ra khi mướn xe như thế đó, cái điều tốt nhất đó là mình có nên mua bảo hiểm mỗi ngày, tôi thấy khoảng chừng 11 tới 12 đồng một ngày hay không? Dạ. Chính Anthony đó thì không phải nhức đầu, anh hiểu không? Mỗi lần mà đụng xe mình cứ y là cái bảo hiểm của mình take care. Nhưng anh thấy hồi nãy mình nói không? Yeah. Cái damage nó tính nếu mình nhỏ bằng quarter nó tính bao nhiêu, rồi bằng cái tennis ball tính bao nhiêu, nó tính rất nhiều. Bây giờ mình chỉ mua cái damage waiver của nó mười mấy đồng. 11 tới 12 đồng. Nếu tôi biết thường nếu quý vị book chẳng hạn như là có AAA hoặc là có thêm cái gì khác, nó xuống còn có khi có 10 đồng, 11 đồng. Nhưng mà giá trung bình của nó khoảng từ 11, 12 đồng. Yeah. Nhưng mà cái worry fee không có nhức đầu. Yeah. Bởi vì họ nói đó, khi mà quý vị mua như vậy rồi đó, bất cứ chuyện gì xảy đến, thậm chí họ không nhìn xe nữa, họ chỉ nhìn quý vị, ồ đã mua rồi thì xe quý vị có bị cái gì đi chăng nữa, họ cũng không care luôn. Là cái phần mà nó cũng như là mất cái tiền income mà mướn xe đó, họ sẽ take care. Không bị một cái gì hết đó, là họ nói. Và nhất là quý vị lái xe xa đó, nhiều nơi thì mình lạ chỗ lạ cái đó, rồi bị mất xe luôn đi chăng nữa đó. Và những cái nơi mình đi cũng như có thể là không có an toàn cái máy. Sang Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà nhìn chung thì bảo hiểm, cái bảo hiểm xe đó là tôi thấy quan trọng nhất anh, trong tất cả cái việc mướn xe đó. Dạ. Ngoài cái chuyện giá rẻ, cho nên quý vị tiết kiệm được cái giá rẻ rồi thì quý vị dùng cái tiết kiệm đó để mình bù thêm để mình mua được cái bảo hiểm. Dạ. Đừng có nghĩ rằng mình có bảo hiểm hai chiều. Nhưng mà có nhiều người thì nói với tôi rằng họ lái xe rất cẩn thận. Dạ. Thế thì họ thấy rằng họ tiếc 12 đồng một ngày. Dạ, mình mướn xe này thì cái trung bình mình mướn có chừng 2-3 ngày thôi, chứ không phải là mình mướn cả tuần. Đúng, nếu mà anh mướn lâu thì nhiều người nói rằng mướn lâu rồi 12 đồng một ngày cộng với 7 ngày thì nó lên đến 80 mấy đồng thì cũng hơi tiếc. Vì thế, quý vị nếu mà muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc với anh Anthony để biết thêm chi tiết về vấn đề này. Cảm ơn quý vị. Hy vọng góp một phần trong cái việc mà chọn lựa một chiếc xe quý vị khi du lịch vào mùa hè này. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Xin hẹn với quý vị vào chương trình vào sáng ngày mai, tiếp tục với Cà Phê Sáng cũng như Thời sự Quốc tế. Cảm ơn anh Anthony, hẹn anh tuần tới. Hẹn quý vị tuần tới. Xin trân trọng kính chào. Tìm sự cân bằng hoàn hảo với sự sang trọng 4 kim cương tại phía Bắc San Diego, Palo Casino Spa and Resort.